Ngày 16, Đức Mẹ Exila Chapalen, Đức. Đã có bao giờ bạn cảm thấy hoàn toàn bị cô đơn chưa? Không ai đã đối hoài đến bạn. Không ai để ý đến bạn sống hay chết. Bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Bạn cầu nguyện, nhưng chẳng có gì xảy ra. Và những lời cầu nguyện của bạn trở nên khô khan, không kết quả. À, bạn hãy nghĩ lại đi. Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta. Trong Kinh Hãy Nhớ, chúng ta cũng nhận ra mẹ Maria không bao giờ bỏ mặc mà không chở che, không phù giúp chúng ta. Cả thiên thần bản mệnh của chúng ta cũng thế. Cả các thánh quan thầy của chúng ta cũng thế. Cả các thiên thần và các thánh, cả những linh hồn địa ngục nhờ lời cầu nguyện của chúng ta đã được lên thiên đàng rồi cũng thế. Cả những linh hồn địa ngục nhờ lời chúng ta cầu nguyện sắp sửa được lên thiên đàng cũng thế. Cả những bạn hữu trên trần gian liên kết với chúng ta trong mầu nhiệm hiệp thông, các thánh cũng thế. Vậy, có còn ai là người hoàn toàn cô đơn nữa đâu? Thiên Chúa chắc chắn vô cùng nhân lành đối với chúng ta. Thật đáng tiếc, cả cuộc đời cũng chẳng đủ thời gian để chúng ta cảm tạ và ca ngợi người cho xứng được. Ước chi lời cầu, lạy mẹ Maria, nữ vương và hiền mẫu của con, trở nên lời nguyện thường xuyên của chúng ta. Đức ông Ralph J. Quicks.